Xin chào, các bạn đang xem kênh video của TechZone Studio và mình là Hải. Trên đây mình hiện tại là con GS65 siêu thin 8RE, chiếc laptop mà mình có thể nói là mỏng nhẹ nhất hiện nay của hãng MSI. Thì trước đây TechZone đã có bài đánh giá nhanh con chiếc laptop này. Thì ngay bây giờ mình sẽ mang tới cho các bạn những đánh giá chi tiết hơn, chuyên sâu hơn về nó. Hãy cùng theo dõi tiếp nhé. Ngay từ khi cầm con MSI GS65 này trên tay thì mình phải thốt lên rằng có thật sự đây là một chiếc laptop chơi game của hãng MSI không? Và mình có thể nói là mình rất ấn tượng về những gì mà hãng MSI đã đầu tư vào chiếc máy này. Đầu tiên về độ mỏng chiếc máy này, 1.8cm. Đây có thể được coi là chiếc laptop gaming mỏng nhất 2018 đến thời điểm hiện nay. Thứ hai là cấu hình của máy rất là mạnh với chuẩn công nghệ Max-Q. Thứ ba là vì màn hình siêu mỏng cho một chiếc laptop gaming. Và ngoài ra là tần số quét rất là cao, 144Hz. Có thể nói là ngang ngửa với các mẫu màn hình rời, các dàn PC cấu hình cao. GS65 8RE đã được một trang công nghệ uy tín ở nước ngoài là TechRadar đánh giá là mẫu laptop gaming tốt nhất năm 2018. Thông tin về con GS65 này thì đã có nhiều rồi, các bạn có thể tìm kiếm dễ dàng trên mạng hoặc đơn giản là xem thêm bài viết đánh giá chi tiết của mình trên website techzone.vn. Và trong video này thì mình chủ yếu nói về những điểm ấn tượng của nó, những cảm nhận cá nhân của mình, trải nghiệm hiệu năng của máy, nhất là khi chơi game, và tất nhiên không thể thiếu là kiểm tra hệ thống tản nhiệt của chiếc máy này. Điểm ấn tượng đầu tiên của mình về chiếc máy này đó là ngoài cái vẻ ngoài nhỏ gọn của nó thì hãng MSI đã cố gắng bố trí rất là nhiều khe tản nhiệt, ngoài hai khe ở hai cạnh hai bên đây và ba cái ở đây thì chúng ta còn có các lỗ tản rất là nhiều dưới đây với các hoàng văn rất là đẹp mắt, hỗ trợ rất là tốt cho việc tản nhiệt của chiếc máy này. Tuy nhiên được cái này thì mất cái kia, phần này sẽ rất là dễ bị bám bụi. Điểm thứ hai là chiếc máy này có rất là nhiều cổng kết nối các bạn, rất là đa dạng. Tuy nhiên có điểm khuyết điểm của nó đó là có khe tản nhiệt ở đây nên nó làm cho vị trí của các cổng kết nối này sẽ bị đẩy gần về sát chiếc máy. Thì trong trường hợp mà các bạn dùng nhiều thiết bị kết nối thì rất là dễ bị vướng víu. Điểm thứ ba đó là phần bản lề của chiếc máy này, mình thấy nó được làm cách điệu rất là đẹp mắt, làm mình nhớ tới các phần bản lề của con laptop Sony Vaio những năm hồi xưa. Và một điểm đặc biệt đó là phần bản lề này sẽ giúp cho chiếc máy này có thể mở lên một góc 180 độ thôi các bạn, rất là ấn tượng. Trước đây có một số ý kiến lo lắng về độ bền của phần bản lề thì các laptop MSI nói chung và con GS65 này cũng vậy. Sau khoảng thời gian một tuần mình trải nghiệm chiếc máy này thì thật sự mà nói thời gian này không đủ dài để mình đánh giá chính xác. Tuy nhiên cảm nhận cá nhân của mình là phần bản lề này rất là chắc chắn và tốt thôi các bạn. Và mình nghĩ như thế này, của bền tại người thì các bạn sử dụng chiếc laptop này khi mà nắp máy lên nên mở bằng ở cạnh giữa chiếc máy, hạn chế mở bằng hai bên này sẽ làm cho nắp máy bị vênh. Và thứ hai là mình mua máy để phục vụ cho bản thân mình mà, đừng để bản thân mình phải đi chăm bẩm hoặc là nâng niu của nó quá kỹ. Thế rồi, khen một chút nhé. Về màn hình của con GS65 này, mình thấy viền màn hình của nó rất là mỏng thôi các bạn, 4.9mm, làm cho chiếc máy này đã nhỏ rồi lại còn gọn hơn so với những chiếc laptop gaming 15.6 inch thông thường. Chưa dừng lại ở đó, với tần số quét rất là cao là 144Hz, đây chắc chắn là tần số quét yêu thích của các bạn game thủ FPS. Cộng thêm với việc trang bị tấm nền IPS cho màu sắc tươi sáng, góc nhìn rộng, hứa hẹn đem lại những trải nghiệm hình ảnh ấn tượng, nhất là khi chơi bất kỳ một tựa game nào. Mình rất ghi nhận sự đầu tư và tâm huyết của MSI và con GS65 này. Tuy nhiên hơi đáng tiếc là chất lượng hoàn thiện của máy cần được cải thiện hơn, nó chỉ dừng ở mức khá mà thôi. Khi chúng ta tì đè nhấn lên đây thì nó vẫn có hiện tượng ọp ẹp, flash. Mình có cảm nhận rằng MSI đầu tư cho con laptop này không chỉ để dành cho các bạn game thủ cho việc giải trí mà còn muốn hướng đến những người dùng là chuyên về thiết kế, đồ họa, dựng video. Với các chỉ số độ phủ màu mình đo được là sRGB 92%, 94% NTSC và Adobe RGB là 70%. Các chỉ số không phải là cao nhưng trải nghiệm thực tế trên màn hình này mình thấy chất lượng hiển thị, độ chính xác màu khá chuẩn. Và nếu các bạn có nhu cầu về độ chính xác màu cao hơn thì bên TechZone có nhận chân chỉnh màu miễn phí. Chưa kể là ứng dụng riêng TrueColor 2.0 của MSI cũng giúp chỉnh màu sắc đáp ứng tốt hơn, đồng thời hỗ trợ chế độ màu sắc riêng cho từng game cũng như là chế độ chống ánh sáng màu xanh. Điểm trừ của chiếc màn hình này mình nghĩ đó là độ sáng tối đa của nó không được cao, hơi khó khi chúng ta sử dụng ngoài trời. Và ngoài ra màn hình này không có ghi sinh. Tuy nhiên nhờ vậy mà chiếc máy nó rẻ hơn, giá dễ chịu hơn và pin cũng sử dụng được lâu hơn. Xung quanh nút nguồn của MSI GS65 là dãy rất là nhiều lỗ có hoa văn đẹp mắt. Ban đầu mình còn tưởng nhầm là dãy loa do có dòng chữ DIN Audio ở bên góc, nhưng thật ra không phải thôi các bạn. Đây là dãy các lỗ hút gió hỗ trợ cho hệ thống tản nhiệt trong máy. La của GS65 nằm ở hai bên mặt đáy của máy, được đầu tư bởi hãng DIN Audio nổi tiếng của Đan Mạch, kết hợp với công nghệ Nahimix 3 mang lại chất lượng âm thanh tốt, độ chi tiết khá, tiếng trong ít bị rè khi mở to. Tuy nhiên âm bass vẫn luôn là điểm yếu trong hệ thống âm thanh của các mẫu laptop. Để có trải nghiệm trọn vẹn hơn khi chơi game và giải trí, các bạn nên lựa chọn một dàn loa ngoài hoặc một chiếc tai nghe chất lượng tốt. Về phần bàn phím thì con GS65 này được đầu tư bàn phím được thiết kế bởi hãng Siltery nổi tiếng, có tên gọi là RGB Perky.
các hiệu ứng đèn LED vô cùng đẹp mắt và sáng tạo. Các bạn có thể thỏa sức ngắm nhìn và tự do tùy chỉnh thông qua phần mềm MSI Sparky RGB Keyboard. Hàng do Tutory thiết kế thì cảm giác gõ tốt, chính xác, độ phản hồi nhanh và độ bền cực cao. Đó là điều không cần bàn cãi rồi. Phông chữ vẫn là dạng phông chữ lớn theo kiểu game thủ. Một số khuyết điểm nhỏ của phần bàn phím này đó là mình thấy phím Windows vẫn ở cạnh trái. Chúng ta đó là dễ bấm nhầm khi mà chơi game. Và ngoài ra chúng ta không có hệ thống phím số number ở bên đây. Tiếp theo đó là phần LED. Mình thấy có một số hiệu ứng nó hơi màu mè thái quá. Touchpad mình thấy được làm rộng rãi, giúp các thao tác sử dụng dễ dàng. Phần touchpad này có driver Windows Precision, hỗ trợ nhiều các cảm ứng đảo điểm và các cài đặt nâng cao bổ sung, có độ chính xác cao với bề mặt chân nhám, độ trễ gần như không cảm nhận thấy. Các bạn thậm chí có thể bắt chước giống mình, đó là thử dùng touchpad này để chơi các tựa game bắn súng. Rất là vui thế các bạn. Vẻ ngoài mảnh mai, mỏng manh như thế này, nhưng hiệu năng của con GS65 này không phải dạng vừa đâu nhé. Tuy vậy, hãng MSI không hướng đến việc đem hiệu năng thật cao và thân hình siêu mỏng như là chuẩn Max-Q của NVIDIA. Thay vào đó, hãng hài lòng với sức mạnh của con GTX 1060 cho phiên bản tại thị trường Việt Nam. Việc này phần nào thì giúp cho laptop kiểm soát nhiệt độ tốt hơn, điều khiến ngay cả những chiếc laptop chuẩn Max-Q tốt nhất cũng gặp khó khăn. Là một laptop gaming, không thể thiếu phần chơi game vào đúng không nào? Con GS65 này được trang bị cấu hình tốt, màn hình chất lượng cao, có thể nói là trải nghiệm chơi game rất là tuyệt vời, rất là sướng thưa các bạn. Với việc sở hữu tần số quét rất là cao là 144Hz, khi các bạn sử dụng bình thường sẽ khó thấy được sự khác biệt. Tuy nhiên, hãy chơi các tựa game có nhiều cảnh cháy nổ, khói lửa, đua xe tốc độ nhanh, vân vân thì tần số này sẽ là điều vô cùng cần thiết để giảm hiện tượng khó chịu như là xé hình. Sau đây là các thông số về FPS và nhiệt độ của CPU, GPU của máy mà mình test được qua một vài tựa game đặc sắc, giúp các bạn có thể nhìn nhận khách quan hơn về khả năng của chiếc máy này. Để đo tỷ lệ khung hình chính xác thì mình đã tắt vi sinh trong game và đẩy các thiết lập đồ họa lên mức cao nhất có thể trong quá trình chơi các tựa game đặc sắc. Ở phòng máy lạnh 23 độ, chế độ quạt ở auto, không kê thêm máy tăng nhiệt. Sau 2 tiếng thì mình ghi nhận nhiệt độ cao nhất của CPU là 93-95 độ C, của GPU là 85-90. Đây là một chiếc laptop gaming mỏng nhẹ thì chúng ta có thể du di một chút về phần nhiệt độ. Tuy nhiên, qua các chỉ số mình ghi nhận được thì có thể nói là cao. Vì thế nên mình không khuyến khích các bạn chơi game thời gian dài trên chiếc laptop gaming này. Chiếc laptop GS65 mỏng nhẹ như thế này thì chơi game trong thời gian dài là phải nóng rồi. Nhưng nóng đến mức độ nào và các bạn có chấp nhận được mức độ đó hay không? Qua các chỉ số mà mình ghi nhận được như trên thì chắc hẳn các bạn quan tâm đã hình dung được câu trả lời cho riêng bản thân mình rồi, đúng không nào? Và để chi tiết hơn, không thể thiếu các bài stress test cường độ cao trong thời gian là 20 đến 30 phút. Với một chiếc máy mỏng nhẹ mà hiệu năng lại cao như thế thì nhiệt độ các điểm số stress test mình nghĩ là có thể chấp nhận được. Trên thực tế thì khi sờ vào các khu vực nhạy cảm trong các bài stress test thì mình thấy máy rất là nóng. Tuy nhiên, điểm tích cực mà mình nghĩ các bạn nên ghi nhận đó là hệ thống tản nhiệt của chiếc máy này giúp cho máy hạ nhiệt độ rất là nhanh ngay sau khi mình kết thúc các bài kiểm tra. Với viên pin 82Wh thì theo hãng sản xuất, con GS65 này cho thời lượng sử dụng lên đến hơn 8 tiếng. Trải nghiệm thực tế qua các công việc văn phòng hoặc là giải trí thông thường như là mở Facebook, lướt web, xem phim, nghe nhạc vân vân ở độ sáng 75% thì mình thấy là máy cho thời gian sử dụng đến khoảng 5 tiếng hơn, thì còn lại 5% đến 10% pin. Các bạn có thể chuyển qua chế độ Ship Mode trong setting của MSI Dragon Center để có thời lượng sử pin tốt hơn. Vừa rồi là những điểm mình ấn tượng cũng như là một số thiếu sót trên con GS65 này. Thì hãng MSI trước đây đã từng ghi dấu ấn rất là tốt với các bạn game thủ nhờ dòng GS Series nó là nổi tiếng, nhờ kết hợp hoàn hảo với hai yếu tố là cấu hình mạnh trong một thiết kế nhỏ gọn. Thì con GS65 siêu thin 8RE này một lần nữa đã khẳng định vị thế của thương hiệu này, là chiếc laptop gaming có cấu hình cao trong một thiết kế mỏng, thời lượng pin lâu và màn hình rất là tuyệt vời, sang trọng, nhẹ và di động cao. Tất cả những điểm này tạo nên một chiếc GS65 rất là khác so với những chiếc laptop gaming thông thường và ngay cả đối với chiếc laptop gaming của hãng MSI. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc laptop này? Có điểm gì của nó là các bạn ấn tượng và sẵn sàng bỏ tiền ra mua nó không? Hiện tại GS65 đang có hàng sẵn tại cửa hàng TechZone. Các bạn có thể tới để trải nghiệm thực tế sản phẩm này hoặc xem thêm chi tiết trên website techzone.vn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hãy like để ủng hộ TechZone Studio và subscribe để nhận đánh giá mới nhất. Mình là Hải, xin chào và hẹn gặp lại.